Và nếu cái tín hiệu giao cắt này diễn ra thì đây sẽ là một cái tín hiệu mình cho rằng là có thể hỗ trợ Bitcoin phục hồi trong một khoảng thời gian ngắn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái vấn đề là dòng tiền nó đang có cái sự dịch chuyển ở trong thị trường, cũng như là một số cái thông tin liên quan tới cái đồng USDD của hệ sinh thái Tron đã bắt đầu cho ra đời, và chúng ta xem là họ có những cái cải tiến gì so với cả USDT không, cũng như là sẽ có những cái cập nhật liên quan tới cái Luna 2.0 để các bạn có thể nắm được thông tin. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì hiện tại sàn giao dịch Bitget họ đang có một cái chương trình ưu đãi lên tới là 4.163 đô dành cho những cái người mà đăng ký mới. Và để mà có thể nhận được cái phần thưởng này thì các bạn chỉ cần thực hiện những cái nhiệm vụ rất là đơn giản như là KYC, nạp tiền lần đầu, các bạn trade một vài lệnh future và lệnh hoặc là lệnh spot, và sau đó thì các bạn sẽ có những cái phiếu thưởng và nó có giá trị từ 50 cho tới 60 đô và một cái quỹ thử nghiệm với giá trị là 4.000 đô. Và bên cạnh đó thì hiện nay thì Bitget cũng đang có những cái chương trình ưu đãi khá là hay, ví dụ như là đang có cái cuộc thi giao dịch future trên Bitget để mà có thể nhận được cái giày Step N, hay là sự kiện giao dịch P2P nhận cái phần thưởng token là BGB. Và chi tiết những cái chương trình này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video, nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham khảo và tham gia, được chưa? Quay trở lại với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì hiện tại các bạn có thể thấy là cái bối cảnh chung của thị trường nó đang tương đối là ảm đạm, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta check cái Bitcoin Dom, tức là cái tỷ trọng của Bitcoin ấy, thì nó đang có cái sự tăng trưởng trở lại. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào biểu đồ BTC Dominance thì các bạn có thể thấy là hiện tại chỉ số này nó đã tăng trưởng trong 2 tuần vừa qua và xác nhận cái mức all time high ở mức là 45%. Và điều này thì có nghĩa là ở thời điểm hiện tại thì cái market cap của Bitcoin đang chiếm tới gần một nửa so với tổng vốn hóa của thị trường. Thì cái tỷ lệ thống trị của Bitcoin có cái xu hướng tăng trưởng cho thấy một điều, đó là cái tâm lý cũng như là cái khả năng chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư hiện tại nó đã có cái sự thay đổi rất là lớn so với cách đây tầm 2-3 tháng trước. Thì thường là khi mà thị trường trong cái giai đoạn tăng trưởng nóng ấy, thì mọi người sẽ đầu tư tập trung vào altcoin nhiều hơn, đúng không ạ? Các bạn đa phần mình nghĩ là xem video này là đều chơi altcoin, chứ các bạn rất ít khi các bạn chơi Bitcoin. Và những cái token của những cái dự án mới chẳng hạn thì nó được lên pump dump rất là mạnh, thì đa phần là độ, mặc dù là độ rủi ro cao nhưng mà những cái người chơi thì họ sẽ thích chơi đánh altcoin hơn trong giai đoạn tăng trưởng. Tuy nhiên thì đến khi mà giai đoạn downtrend ấy thì chúng ta sẽ không còn những cái trend nào để mà chơi nữa, hoặc là các trend nó ra nó cũng không đẩy quá cao được. Bởi vì sao? Bởi vì dòng tiền nó đang bị giảm sút. Thế nên là những cái nhà đầu tư mà còn ở lại với thị trường thời điểm hiện tại thì họ sẽ nhận ra một điều, đó là họ sẽ đưa BTC vào trong cái danh sách đầu tư của họ. Và các bạn có thể thấy là cái này là một cái điều mà mình cũng chia sẻ cho mọi người ở trong những cái livestream, trong những cái video trước, đúng không? Về cái chiến lược mà mình sẽ làm trong cái giai đoạn downtrend là gì. Thì các bạn có thể thấy là không chỉ có mình mà ngay kể cả những cái người mà đã có lâu năm ở trên thị trường ấy, các bạn nhìn vào cái số liệu, các bạn nhìn chúng ta nhìn vào cái Bitcoin Dom, mà chúng ta nhìn vào cái số liệu thì chúng ta cũng thấy rằng là nó đang có cái sự dịch chuyển như vậy, tức là dịch chuyển từ altcoin về Bitcoin. Tức là khi mà downtrend thì các nhà đầu tư sẽ thường là sẽ thiên hơn về cái vấn đề là an toàn nhiều hơn, giữ tiền nhiều hơn, chứ không còn muốn là tăng cái tài khoản lên một cách quá nhanh nữa. Thì cái này là cái mà các bạn có thể thấy là cái số liệu nó cũng đang cho thấy cái điều này, và các bạn cũng có thể tham khảo, đúng không ạ? Thì liên quan đến cái vấn đề dòng tiền thì mới đây một cái báo cáo của CoinShares đã chỉ ra rằng là trong riêng tuần trước thì đã có tới là 141,2 triệu đô chảy ra ngoài thị trường crypto. Và cùng với đó thì tổng tài sản do những cái quỹ quản lý đã giảm xuống mức là 38 tỷ đô. Và đây là cái mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 7 năm 2021 cho tới nay. Mặc dù là Bitcoin có cái dòng tiền bị chảy ra rất là lớn, lên tới 153,5 triệu đô. Tuy nhiên thì cái dòng tiền giữ trong Bitcoin từ đầu tháng cho đến nay thì vẫn đang duy trì được ở mức dương, với cái dòng tiền dòng trong tuần là 187,1 triệu đô và dòng tiền dòng từ đầu năm đến nay là khoảng 307 triệu đô. Thì trong khi đó, nếu mà chúng ta nhìn sang những cái altcoin như là ETH hay là Sol thì đều đang chứng kiến là kể cả dòng tiền theo tuần hay theo tháng nó đều âm từ đầu năm cho tới giờ. Và điều này thì nó càng chứng minh rằng là cái dòng tiền nó cũng đang được chuyển dịch từ altcoin sang BTC tương đối là nhiều, và đây sẽ là cái xu hướng chính mình nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới nó sẽ là như vậy. Nhưng mà cái dòng tiền nó chảy vào BTC không có nghĩa là giá của BTC nó sẽ tăng trưởng mạnh mọi người nhé. Cái này là họ sẽ có cái sự khác biệt, họ sẽ có thể là họ sẽ thu mua một cách rất là từ tốn, họ sẽ không thu mua gấp. Thế nên là lý do tại sao mà giá nó cứ đi ngang mà không pump mạnh được là
Bởi vì như vậy chúng ta thấy giá nó cứ giảm nhưng mà cái tỷ trọng, cái phần dom của Bitcoin lại tăng lên, thì chứng tỏ là các cá mập họ đang thu mua Bitcoin một cách rất là lặng lẽ. Thì đây là cái cách mà chúng ta nhìn những cái số liệu để chúng ta phân tích, để chúng ta đánh giá được cái tư duy của họ nó đang làm gì. Ok, ở trong phần tiếp theo của video thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái thông tin khá là hay và mình nghĩ rằng các bạn đang nhiều người quan tâm. Đó là sau cái sự kiện mà USDT bị sụp đổ, đúng không ạ? Làm cho cả thị trường thực sự là rất là đi vào cái trạng thái như bây giờ chúng ta đang thấy. Nhưng mà sau khi mà chúng ta, sau khi mà cái USDT bị sụp đổ thì nhiều người sẽ có cái câu hỏi là liệu cái đồng USN của NIR hay là đồng USDD của Tron có bị đi vào vết xe đổ hay không? Và NIR cũng như Tron có những cái thay đổi gì trong cái thuật toán stablecoin của họ không? Thì đối với cả USDD thì trong thời gian vừa rồi đang chứng kiến một cái sự tăng trưởng khá mạnh về TVL và kéo theo là cả cái giá trị của đồng Tron cũng tăng lên. Thì TVL của Tron đã tăng khoảng 19% trong một ngày và tăng hơn 26% trong một tháng vừa qua. Hiện tại thì đang ở mức là 5,38 tỷ đô. Và cái sức tăng này của Tron hiện tại đang giúp cho cái mạng lưới này thậm chí là còn vượt qua những mạng lưới layer 1 khác như là Solana cũng như là Avalanche để mà leo lên top 3 TVL những cái hệ sinh thái DeFi. Và cùng với đó thì cái mức vốn hóa thị trường của USDD đã tăng hơn 50 triệu đô trong vòng một ngày và hiện nay đang ở mức là 501 triệu đô. Thì một trong những cái lý do mà khiến cho USDD có một cái sự bứt phá mạnh như vậy, mình nghĩ rằng thứ nhất là do các nhà đầu tư họ cũng đang bị hấp dẫn bởi cái mức lãi suất 30% mà Tron đưa ra với cái lời khẳng định là không có rủi ro. Đây là cái lời khẳng định này là do chính nhà sáng lập của Tron là Justin Sun đã đưa ra. Nhưng mà mình nghĩ rằng một phần cũng là do chính những cái market maker của Tron đã đẩy một cái lượng tiền lớn vào đây để tăng cái TVL lên. Các bạn hiểu, tức là khi mà tâm lý hiện tại của các nhà đầu tư đang rất là lo sợ. Thế nên là để một cái dòng tiền mới nó chảy vào cái hệ sinh thái không ấy, thì nó sẽ không đủ để mà có thể tạo ra được những cái sự bứt phá và nó không thể nào mà tạo ra được cái dấu ấn được. Thế nên là rất có thể là đội ngũ của Tron cũng đã phải đép tiền vào để mà đẩy cái TVL lên mức cao, kèm với đó là để cái mức lãi suất lên tới là 30%. Thì 30% các bạn phải biết là nó còn cao hơn so với cả cái mức của USDT của UST trong thời gian vừa rồi. Đó, và mặc dù là sau cái sự sụp đổ của Luna thì mình nghĩ rằng là các lòng tin của nhà đầu tư vào trong những cái stablecoin thuật toán nó không còn như trước nữa. Hiện tại thì mà theo những cái thông tin mình tìm hiểu được thì Justin Tuan đang đặt cái mục tiêu đó là huy động khoảng 10 tỷ đô la để đảm bảo giữ giá cho USDD. Tuy nhiên thì cái này là đang đặt mục tiêu thôi chứ chưa hoàn thành. Và mình nghĩ rằng là theo cái tài liệu mà mình nghiên cứu ấy, thì cái thuật toán của USDD ấy, nó gần như là tương đồng y hệt so với cả thuật toán của UST. Tức là hiện tại nó chưa có cái sự sự update nào. Điều đó đồng nghĩa cái việc là cái trường hợp mà đồng USDD bị mất patch như UST là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra khi mà nó được in ra một cách vô hạn. Mình nghĩ rằng nếu mà đội ngũ của Tron mà không có những cái update nào thì rất là dễ biến cái hệ sinh thái này trở thành một cái Luna thứ hai. Và khi mà hệ sinh thái Tron mà sụp đổ thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái thông tin khá là sốc cho tất cả các nhà đầu tư. Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nên thận trọng khi mà các bạn staking theo cái mức lãi suất cao như vậy. Mình nghĩ là cái bài học chúng ta đã vừa khó rồi. Và mình nghĩ rằng là Tron cũng sẽ khó có thể đảm bảo cái mức lãi suất 30% trong một khoảng thời gian dài. Rất là khó bởi vì USD 20% họ còn không trả được thì Tron để mà duy trì được 30% thì rất là khó. Nên là nếu mà các bạn mà có tham gia cái staking này thì mình khuyên các bạn chỉ nên staking trong khoảng thời gian ngắn thôi, không nên staking quá lâu vì rất dễ là đến cái tình trạng nó bị sụp đổ thì cái đồng coin mà các bạn bị staking ấy nó không có giá trị, đúng không ạ? Cái bài học chúng ta đã có rồi. Thì đó là một số những cái thông tin liên quan đến cái đồng USDD mà mình muốn update cho mọi người. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái thông tin liên quan đến cái kế hoạch xây dựng Luna 2.0 mới nhất. Thì mới đây ở trên trang web của Terraform Lab thì đã có đăng một cái dòng tweet đính chính rằng là mạng lưới của Luna 2.0 sắp được xây dựng nó sẽ không phải là một cái bản fork. Tức là sao? Tức là một cái bản nâng cấp của Terra cũ, mà đây nó sẽ là một cái mạng lưới hoàn toàn mới mà bắt đầu khai thác từ cái khối 0 và chưa có các DApp nào được xây dựng ở trên đó. Thì điều này đồng nghĩa với việc là tất cả những cái dự án xây dựng từ trước cho tới nay trên mạng lưới của Terra cũ sẽ không tồn tại trên mạng lưới của Luna 2.0. Và cái quá trình di chuyển của các DApp này sẽ khá là phức tạp và mình nghĩ là sẽ còn nhiều tranh luận xung quanh cái việc là DApp cũ sẽ tồn tại song song trên cả hai mạng lưới là Luna Classic hay Luna 2.0 hay là chỉ được hoạt động trên có một mạng lưới thôi. Tuy nhiên cái điều đáng nói là một cái tài khoản của Twitter đã chỉ ra rằng là chính Dogon mới là người đầu tiên sử dụng cái thuật ngữ fork để mà mô tả cái mạng lưới của Luna 2.0.
Và điều này thì khiến cho không ít người hiện tại đang hoài nghi phải chăng chính Dowon và đội ngũ của mình đang thực sự thiếu cái thống nhất với nhau trong cái vấn đề này và đang có cái sự tranh luận với nhau. Hoặc là cái kế hoạch Luna 2.0 mới chỉ được sửa đổi trong khoảng thời gian ngắn gần đây mà thôi. Trong khi đó thì hiện tại thì chính phủ Hàn Quốc ấy, họ cũng đang có những cái biện pháp mới để mà phong tỏa những hoạt động của quỹ Luna Foundation Guard. Ngay cái đầu tuần này thì cảnh sát Seoul đã yêu cầu rất nhiều sản giao dịch trong nước ngăn chặn những cái hoạt động rút tiền của cái tổ chức này. Và cái quy định này được đưa ra khi mà cảnh sát tìm thấy những cái manh mối cho thấy rằng tiền của cái tổ chức Luna Foundation Guard này có liên quan đến những hành vi gian lận. Mặc dù vậy thì những cái yêu cầu của cảnh sát là không mang tính chất là bắt buộc. Và điều này có nghĩa là những cái sản giao dịch có thể được phép chọn tuân thủ theo hoặc là không. Nhìn chung thì mình thấy rằng là mọi thông tin liên quan đến Luna hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng và chưa thực sự là có những cái quyết định cuối cùng. Thế nên là mình nghĩ rằng là các bạn nếu mà đầu tư vào Luna hay không, nó sẽ là một quyết định khá là mạo hiểm. Và theo quan điểm của mình là các bạn không nên đầu tư vào trong cái mạng lưới này. Và mặc dù là có thể là nhiều người sẽ còn hy vọng, nhưng đối với cái góc nhìn của mình thì chúng ta nên chọn những cái nền tảng đầu tư khác, những cái nền tảng chúng ta còn rất nhiều những cái nền tảng tiềm năng khác ở trên thị trường. Không vì gì chúng ta phải đầu tư vào một cái nền tảng mà đang có quá nhiều những cái rắc rối liên quan đến pháp lý cũng như là liên quan đến những cái vấn đề về thuật toán nó chưa hoàn chỉnh, đúng không ạ? Ok, thông tin tiếp theo mình muốn chia sẻ cho mọi người là liên quan đến cái chart đồ thị phân tích kỹ thuật. Thì mình sẽ update cho mọi người những cái tín hiệu của Bitcoin trên khung tuần. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái chart đồ thị thì các bạn có thể thấy rằng là đồ thị giá đang có cái phản ứng tương đối là tích cực với cái khu vực hỗ trợ cứng là khu vực 30.000. Và sau khi mà giá về tới khu vực 30.000 thì đã 2 tuần liên tiếp đồ thị giá có cái tín hiệu rút râu. Và nó xác nhận khu này là khu mà sẽ, mình nghĩ rằng trong ngắn hạn là chưa break qua quá sâu. Và ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái lực giảm giá của Bitcoin cũng đang có cái dấu hiệu là yếu đi. Và cái điều này thì chứng tỏ rằng là chúng ta đang có một cái lực bắt đáy khá là lớn ở trên thị trường và có khá là nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng một cái nhịp hồi. Thì nếu mà các bạn còn nhớ thì ngay từ đầu tháng mình đã có phân tích cho mọi người về cái kết quả này rồi. Và cho đến thì hiện tại thì giá nó cũng đang đi khá là chính xác so với cả cái nhận định của mình ở trong cái video trước là video số 594. Nếu như mà đến tuần này mà kết thúc, tức là thứ hai tuần sau ấy, mà chúng ta kết thúc dưới 35.000 thì đây sẽ là một cái xác nhận cho thấy rằng là cái mô hình tam giác nó đã bị phá vỡ và có thể là sẽ bắt đầu cho một cái xu hướng điều chỉnh tiếp theo của BTC. Mình nghĩ rằng là cái tín hiệu này sẽ được sớm xác nhận trong khoảng ít một hoặc tối đa là 2 tuần nữa và chúng ta sẽ biết. Tuy nhiên thì điều mà chúng ta có thể là sẽ quan tâm đó là cái kịch bản Bitcoin sau khi mà nó gọi là phá vỡ qua cái tín hiệu breakout nó là như thế nào, đúng không ạ? Thì cái vùng giá nào là vùng giá mà sẽ đỡ Bitcoin ở bên dưới. Thì nếu mà các bạn nhìn vào cái chart đồ thị thì các bạn có thể thấy là cái vùng hỗ trợ tương đối cứng và có cái ý nghĩa rất là quan trọng của thị trường ở thời điểm hiện tại đấy là sẽ là vùng giá 30.000. Và đây cũng là cái vùng giá mà đã xác nhận cho cái đợt điều chỉnh giảm hồi tháng 6, tháng 7 năm ngoái khi mà Bitcoin có cái đợt panic sell đầu tiên sau khi mà thị trường kết thúc cái đợt uptrend. Chính vì thế thì mình nghĩ rằng là khả năng cao đồ thị sẽ có thể tạm thời sẽ giảm về khu vực 30.000. Điều này là điều mình nghĩ là khá là dễ diễn ra, có thể diễn ra sớm thôi, bởi vì cái thời điểm mà mình làm video này thì Bit đã rơi về vùng gọi là tầm khoảng 33.000, 32.900 rồi. Thế nên là về cái vùng 30.000 thì chúng ta cũng không còn cách quá xa nữa. Và với cái gọi là cái xu hướng tâm lý thị trường nó xấu như thế này thì cái việc giảm về vùng này nó cũng là cái điều mà bây giờ chúng ta sẽ không quá bất ngờ. Tuy nhiên thì nếu như mà giảm về cái vùng này thì mình đang có thể là kỳ vọng và bản thân mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ có được một cái nhịp có thể là hồi nhẹ lên trên, chứ nó chưa nó mình nghĩ đây là cái ý kiến cá nhân của mình thôi, sẽ có thể là nó sẽ đúng hoặc có thể là sai, nhưng mình vẫn đang kỳ vọng là chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi nhẹ khi mà chạm về cái vùng 30.000. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là đang có một cái tín hiệu khá là đáng chú ý, đó là cái đường phần trăm K và đường phần trăm D của cái chỉ số stock RSI nó đang có cái xu hướng là hội tụ để mà chuẩn bị giao cắt. Và nếu cái tín hiệu giao cắt này diễn ra và cái đồ thị stock RSI có thể thoát ra khỏi cái vùng cầu bán thì đây sẽ là một cái tín hiệu mình cho rằng là có thể hỗ trợ Bitcoin phục hồi trong một khoảng thời gian ngắn. Và các bạn lưu ý là hiện tại thì cái tín hiệu này nó mới chỉ được hình thành thôi và nó sẽ cần mất thêm vài tuần ít nhất để mà có thể tích lũy đủ để chúng ta có thể có một cái nhịp hồi. Tuy nhiên thì cái tín hiệu giao cắt của chỉ báo stock RSI này nó cũng sẽ là cái tín hiệu khá là quan trọng để chúng ta cần lưu ý trong những cái tuần sắp tới. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là cuối tuần này thì cái đến tuần nó khi mà đến tuần đóng thì cái tín hiệu giao cắt này nó có xuất hiện hay không. Thì nếu mà nó xuất hiện thì mình nghĩ rằng nó sẽ khá là quan trọng và nó sẽ khá support cho chúng ta rằng là chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi nhẹ lên trên. Tất nhiên là cái xu hướng chính nó vẫn đang là xu hướng giảm giá và cái dòng tiền nó đang bị rút ra. Nên là các bạn nên thời gian này thì các bạn nên hạn chế giao dịch, đó là cái điều mà mình nghĩ rằng các bạn nên làm
chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ check lại cái portfolio của chúng ta xem là ok chưa. Nếu như các bạn còn tiền, các bạn nên có một cái kế hoạch thật là rõ để mà các bạn có thể đầu tư trong thời gian tới. Thì mình sẽ update cho mọi người khi nào mà những cái tín hiệu nó thực sự là nó rõ ràng hơn. Còn hiện tại thì nó vẫn chỉ là đang là cái xu hướng sideways thôi. Các bạn nào mà đánh scalp, các bạn có thể đánh được ở trong những cái giai đoạn này khá là ok. Còn nếu mà chúng ta đầu tư ấy, thì chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, chúng ta xem là cái tín hiệu nó thực sự là như thế nào. Ok, thì đó là những cái thông tin mà mình muốn update với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho mọi người, và mọi người hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông ở bên cạnh. Khi nào mình có những cái video mới nhất, các bạn sẽ là những người đầu tiên được update. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.